Đặc biệt đó là anh sắm cái loại mà xịt là xịt xịt lạnh đó quý vị, là cái xịt đó nó mạnh lắm. Nhưng mà ở đây đó, cái cuộc sống của anh đó là chỉ sống nhờ có bao nhiêu thôi, bởi vì không có đất, không có vườn, thì anh sống đó hàng ngày anh nuôi hai đứa con, một người vợ mà gia đình cũng nghèo lắm quý vị. Thì ở đây là cái như là cái sự cái cuộc mưu sinh mà ai cũng vậy thôi, bởi vì chứng minh rõ đó là tôi đã nhắc hồi nãy đó, vì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành đó, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau, thì thấy rõ đó toàn bộ tất cả bà con của mình đó vì cái sự sống mà phải tạo lên cái nghiệp cái nghề không có được lành cái gì. Vào một cái giai đoạn mà anh đi hằng kể như là từ cái lúc mà anh lập gia đình cho tới có con, sanh con rồi nuôi con ăn học đó, mỗi một ngày thì anh bắt đầu anh đi xịt từ đầu sông trên đó, anh mới là đi dài xuống tới dưới, có nghĩa là anh đi xuống tới ở dưới tuốt ở dưới bến đò dưới này, cái đầu có người vợ đó đón để mà lấy cá lên để bán để nuôi sống gia đình, và chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì cái nghề của anh là cái nghề đặc biệt nhất, là cái nghề đó là rất là hay, anh xịt tất cả những cái loại cá nào mà nó vào những cái chỗ mà trong cái vùng mà anh xịt đó là anh bắt rất là nhiều nghe, đem về cho vợ con bán để nuôi sống. Rồi năm này tới năm kia thì anh chỉ nuôi hai đứa con, trong cái sự ăn học, rồi đến khi mà gia đình của anh mà có những cái điều kiện gì khó khăn thì cũng nhờ trong cái nghề xác giết đó thôi. Nói như vậy thì đầu tiên á, anh có nói là trong một cái thời gian mà khi anh làm mà khấm khá rồi, anh đã nhắc nhiều lần nha, khi mà anh làm khấm khá rồi thì anh cũng là không có làm cái nghề giết này nữa, bởi vì anh thấy đó là giết quá nhiều cái loài vật rồi, anh biết là cái nhân quả không thể nào tránh được, mà từ xưa tới nay đó con người của mình nó gây tạo ra những cái nhân quả này đó, làm cho cái cuộc sống mà mình có ăn ở đây là cũng vì cái sự là giết chóc cái nhân loại không. Bởi vì ở đây đồng bào và nhân loại, mà cái nhân loại này đó dầu tất cả những con cá con vật gì nó cũng có cái linh hồn hết, nhưng mà tại vì hoàn cảnh bắt buộc anh phải làm đó. Thì xin thưa cùng toàn thể quý vị, trong một cái cuộc sống của mình đó, hiện tại đó thầy nói là cỏ cây cùng điểu thú chim muông, nhân với vật thì quần lai bổn tánh đó, ai cũng là có cái linh hồn hết. Thì vì một cái việc làm, vì một cái cuộc sống của anh mà anh phải bắt buộc anh làm, chứ anh cũng biết là cái tội cái nghiệp nghe đó. Thì trong cái giai đoạn mà anh hành cái nghề này trên dưới đâu cũng là gần 10 năm đó quý vị, ảnh gần 10 năm mà ảnh giết mỗi một ngày, quý vị mình thấy đi, đem về á, một thao như vậy, nhỏ lớn như vậy, thì mỗi một cái linh hồn là một một con là một cái linh hồn, biết bao nhiêu cái sanh sanh mạng để mà nuôi sống cái đời của anh và vợ con. Thì xin thưa cùng toàn thể bà con, thì cách đây nó không có lâu, thì một ngày nọ đó liên tục cho 3 đêm như vậy, thì thấy anh đó là bơi xuồng, mà cái đường này anh cũng có lên cái đường này anh qua lại để anh là lên ghé đây anh xin cơm nước đồ ăn, rồi có nhiều khi là cơm từ thiện đồ này kia anh cũng lấy hộp đồ ăn, rồi hoặc là anh ăn bún đồ này kia ở đây đó. Thì một ngày nọ đó thì trong cái buổi tối đó thì bà con mình thấy rất nhiều là anh đậu chiếc xuồng ở dưới ngay chân chỗ cái đống trà đó, để mà anh là chờ đợi cái nước gồng xuống để anh đi xịt nha quý vị. Thì đây là một cái việc làm mà mình thấy chứng minh đó ha. Không biết ở đây đó xét thấy trong cái tứ linh đó, có nghĩa là long lân quy phụng nha quý vị. Long lân quy phụng, mà cái con quy á thì cái loại rùa này đó nó thuộc về cái loại là quy đó. Thì đã một lần đó anh thấy được, anh chứng kiến là có cái ngay chỗ ngay chân ngày xưa đó, là ở trên là cái độ lộ lở với nó có đặc biệt, nó có một cái điểm mà tất cả các cái loại quy rùa đó nó hay chung vô những cái hang đó nó ở. Thì anh mới xịt từ ở trên anh xịt dài xuống. Nó như vậy thì không biết là khiến cái giờ giấc của anh đó là phải bị trả cái nghiệp cái quả này như thế nào, thì mình không biết được là anh gieo như thế nào ngày xưa, hoặc là hai cái con này nó gieo như ngày xưa thì mình không biết nghe quý vị.
thì hôm nay đó mình chứng minh thấy. Thì khi anh mà đi lại từ ở trên anh xịt dài xuống thì nào cá tôm này kia tất cả hết trơn, thì lúc đó đó thì anh mới lợi ngay chỗ đó, ngay chỗ cái vịnh đó đó là anh mới thọt vô, anh mới xịt là anh thấy trong đó là một cặp quy. Có nghĩa là một cặp quy này nó ở trong cái hang đó. Thì á, cái người mà à, đi sát giết mà bắt cá đồ, bắt rùa gắn đồ này kia mà gặp được như vậy thì quá mừng đi quý vị. Thì gặp á, thì kể như là không bao giờ tha được. Đó, anh chụp ngang là bắt đầu bắt hai con. Bắt hai con đem lên để mà đưa vô xuồng á, thì à, thật sự mà nói đó, khi mà anh đem về bển á thì không biết là cái nguyên nhân anh bán như thế nào, nhưng mà bà con có nói lại như thế này. Có một con anh bán được 3 triệu quý vị. Còn một con thì nó không còn thấy nữa, không biết là anh nói là để anh nuôi hoặc là nó mất tích như thế nào, thì cái đó mình hoặc là anh bán thì chuyện đó mình không có nắm chính xác được. Thì xin thưa cùng bà con, lúc khi mà anh đi về á, bà con người ta nói là anh có bán được một con là được là 2-3 triệu gì đó để mà lo cho gia đình. Thì nó lạ có một điều đó, anh mới chở qua, anh chở qua để mà anh cũng cũng làm y như cái nghề cũ, là thường thường anh đợi nước, anh đậu anh ngủ mà đợi cho nước gồng xuống đó thì anh mới đi xiệt, còn nước lớn thì anh không có xiệt. Thì anh đậu ngay chân chỗ cái bến bề trên đó khoảng cách chừng cỡ gần 1 cây số vậy quý vị. Thì anh đậu đó thì tự nhiên đó là sáng lợi á, thì chiếc xuồng của anh nó không còn anh ở trên đó nữa mà nó trôi xuống dưới này, chiếc xuồng không mà cái xác của anh ảnh đâu mất tiêu đi. Còn cái người vợ thì hiện tại đó là đang là chờ ở dưới ngay bến đò. Thường thường anh xiệt từ ở trên này dài xuống tới bến đò thì là đem lên đó thì vợ mới đem cá mắm rùa rắn đồ này kia đem lên để mà vợ đi bán, còn anh đi về. Thì một ngày nọ đó, cái người vợ đó là chờ hoài ngày tới 8 giờ, 9 giờ, tới 10 giờ cũng không thấy. Đó, như vậy thì hoàn toàn là khi mà thấy được đó, là báo tin người ta, bà con người ta thấy được đó ha. Là chiếc xuồng của anh không có anh ở trong mới tá họa lên, la lên. La lên đó thì chị này chỉ mới chạy lên thì thấy chỉ có đồ đạc của chồng mình và xuồng bọng đồ này kia ở đây hết trơn, có một cái là không thấy anh ở trên đó. Như vậy thì tá họa lên, bà con người ta mới đi kiếm ha. Đi kiếm tùm lum hết trơn đó, liên tục cho 3-4 ngày trời như vậy đó, cũng không thấy xác anh ở đâu mà mò hết tùm lum hết trơn cũng không thấy quý vị. Kiếm chỗ hang hốc, kiếm chỗ để mà cho bà con mình đó là biết cái chỗ để mà lấy cái xác anh lên, mà biết là anh là có phải là anh bỏ đi hoặc là anh chết ở dưới sông. Đó thì đúng vào cái đêm thứ năm đó, thì đây là một cái điểm đặc biệt nhất, đó là anh hiện cái hồn về, anh kêu bà vợ. Anh kêu bà vợ là có nghĩa là anh nói đó là anh cái xác của anh hiện giờ đang nằm ở ngay chỗ cái điểm mà ngày xưa đó, cái lúc trước mấy ngày nay đó là anh bắt hai cái con quy nó ở ngay chỗ đó đó, con rùa ngay đó đó. Đó thì bà con mình thấy rõ đó, là khi mà bắt, khi bà vợ đó bả mới nghe cái điểm mà anh báo như vậy đó, thì anh đó là bà vợ bả mới chi hô lên để kêu bà con lại đó. Thì đúng thật sự là cái xác của anh đang bị chìm và gài lại ngay chân chỗ cái miệng hang của bắt của hai con rùa đó quý vị. Đó là đúng vào cái ngày thứ sáu đó là bắt đầu mới bắt đưa cho mới lại đó là đem cái xác anh lên. Thì bà vợ đó bả mới là la lên, bả nói là hồi đêm hôm đó là cái báo mộng cho biết đó là ngày xưa đó, cái lúc trước đó là cách đây một đêm đó là cái ông chồng của bả là kêu á, là cái xác của ổng đó là ở ngay cái miệng hang của hai rùa này. Thì bà con mình thấy rõ đó, khi mà toàn bộ bà con anh chị em người ta lại đó thì thật sự xuống dưới mò lên thì lấy nguyên cái xác anh lên ở ngay chân chỗ cái chỗ anh bắt hai con đó đó quý vị. Thì đây là chứng minh thấy rõ trong cái gia đình đó, hiện tại bây giờ đó anh về anh báo mộng đó cho vợ con anh biết đó
là cái sự xác giết này mình chứng minh thấy rõ là tất cả những cái việc làm của mình ở trong cái việc mà nuôi sống gia đình mà phải là xác giết như vậy, không có biết là phải là đây là những cái việc mà ngày xưa bà con người ta nói là bắt rùa bắt quy đó, là nó xui hoặc là gì, nhưng mà ở đây mình thấy biết rõ là tất cả những con vật nó nằm ở trong cái tứ linh. Thì hoàn toàn đó là cái sự xác giết này đó, mình chứng minh thấy đó là ngày xưa đó, trong cái cơn bão số 5 đó, bà con mình nhớ không? Cơn bão số 5 là hoàn toàn đó, tất cả những cái ngư dân mà đi ra biển đó, bắt nào là tất cả những con mực, con cá là hoàn toàn đem về để giết. Thì cái nhân quả này nó sẽ trả vào cái cơn bão số 5 này đó, chết là kể như mấy trăm người ở trên bãi biển đó, là kể như là thường người ta nói câu là cá ăn kiến, kiến ăn cá đó quý vị. Thì ở đây luật nhân quả không bao giờ là sai sót được. Đó, trên cái cuộc sống của con người của mình đó, nếu mà gây tạo ra ác nghiệp thì chúng ta sẽ trả. Thì hôm nay đó cũng đây là những cái điều kiện mà bà con mình thấy chứng minh thôi giờ trong cái công cuộc mà một á, là xác giết tất cả những con vật vô cớ, hai nữa là mình giết những cái mạng người đó không có thương hại nó, cũng như là cái sanh vật này hoàn toàn là Đức Phật và Đức Thầy cũng cho biết đó, mình đừng nên xác giết và mình phải nên thương người và mến vật, thì cái cuộc sống của mình nó mới đi tới mức độ là giải thoát được quý vị. Thì ở trong cái cuộc sống của con người á, nếu sợ nhân quả thì chúng ta chứng minh thấy rõ anh này ảnh xác giết rất nhiều và ảnh giết cái điều lạ nhất là hoàn toàn đó là anh đó là bắt hai cái con vật này thì cái xác của anh đó nó trôi, nó sẽ về ở tại ngay cái điểm của anh xác giết hai con này và bắt được. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái nhân quả, ở trong một cái việc làm của con người của mình đó, mình phải nên nhớ là trừ những cái việc mà xác giết này thì chúng ta từ cái linh hồn nhẹ nhàng, nếu chúng sanh còn ở trên cái thế gian này thì nó bớt đi những cái nghiệp, cái bệnh đó. Thường thường cũng như là thay vì cái nhân quả mà ngày xưa giờ đó, bà con mình thấy đó, tất cả những cái việc làm của mình đó, tại sao mà trong cái thời kỳ mạt pháp này phải trả quả là những người phải đau nhất, những người phải là bị những cái cảnh cũng như là chân cẳng tay chân đồ này kia phải nhức mỏi như vậy đó quý vị. Mình thấy rõ là lực nhân quả thật là cao diễn. Những người khi mình hỏi ra thì hoàn toàn là nào là chặt đầu mổ bụng, nào là những cái việc mà bẻ giò bẻ cẳng, cũng như ông chú ở trên này ổng nói là ngày xưa ổng đã là bẻ giò ếch rất là nhiều, nhưng hôm nay đó chân cẳng của ổng nó hoàn toàn là đi hết nổi luôn quý vị. Đây là một cái việc chứng minh mà rõ ràng. Thì ông chú ổng nói là khuyên tất cả bà con, nếu ai mà có ăn những cái con vật gì thì chúng ta phải nên chừa bỏ và bớt đi, có nghĩa là đừng có xác giết những cái mạng người vô cớ. Đó, những cái con vật nó cũng như mình, nó cũng tìm hiểu biết những cái chỗ hang cùng ngõ hẻm để nó trốn lánh, nhưng mà mình móc mình moi nó ra rồi bẻ giò bẻ cẳng cũng như ếch đó, khi bắt nó được rồi mình bẻ như vậy thành ra nó đau xót vô cùng. Thì cái luật nhân quả này thầy nói là rõ là luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lộn một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí thì có ngày thông thả tất cả những con vật cũng như mình. Thì xin thưa toàn thể chư quý vị, đây là một chuyện thứ hai. Xin chân thành cảm ơn bà con. Ổng xác giết đó, tất cả các con vật mà nuôi ở đâu đó, bất cứ về đó ha, là ổng muốn là được đó, đem về đó mổ xẻ rồi nướng rồi quay rồi gam rồi cho ổng ăn. Như vậy thì lính ổng sai đâu phải nghe đó, ổng là trưởng trong đoàn. Ổng trưởng đoàn đó. Phải rồi. Thì có một vào một cái thời điểm mà khi ông là một có chức phận là mạnh dạng ở trong một cái xã đó như vậy đó, thì một ngày nọ nó có một cái cô đó cũng mới nuôi là cái con nguyên một cái bầy heo, nguyên một cái bầy heo đó như vậy, là ở trong đó có một cái con heo nái mà nó cho con của nó bú đó. Như vậy thì nguyên cái bầy heo con nó đang bú như vậy đó, ổng lại ổng kêu là phải là bắt cái con heo mẹ đó, để mà ổng, bởi vì cái người mà ngày xưa đó có chức quyền ở trong cái thời điểm thời Ngụy đó, là nói về xã trưởng thì ai cũng phải sợ rồi chứ. Mà cái người dân đó là người dân, người ta theo cách mạng thì người ta phải tuân lời của ổng rồi.
Ờ cãi là nó bắn chết đó. Đó. Thành ra cuối cùng rồi đó, cô này cổ mới là không có chịu đi. Bởi vì trong cái thời gian mà con heo mà nó đang cho bú, mà bây giờ bắt mẹ nó rồi lấy gì cho con bú. Thì cô bác mình thấy rõ ràng, ông này ổng mới là kêu lính của ổng á, là phải lại hỏi cô này coi nếu cô có cho hay là không. Nếu không cho thì ổng kêu lính của ổng cầm cây súng AK, cây súng R16 lại cứ bắn cây heo lôi về chứ không nói gì đâu. Còn ai trong gia đình mà nếu muốn ra ngăn cản cái chức quyền của ổng thì tự động là ổng bắt ổng đem nhốt luôn. Đây là một cái việc mà thật sự ở trong cái thời kỳ của là chiến tranh của cái thời kỳ Ngụy và cách mạng đó quý vị. Đó thì cái người dân của người ta là rất là sợ, bởi vì người ta ở vùng sâu mà. Cuối cùng á ổng mới lợi đi. Ổng mới lợi, ổng bắn con heo, kêu là lính của ổng lại bắn con heo mẹ chết đem về. Bỏ lại 8 con heo con. Mà mới có sanh ra có mấy ngày mà làm đó, sao mà chịu cho nổi. Ừ. Như vậy thì khi ổng đem con heo về đó, ổng kêu lính của ổng đó mần cho ra thịt đồ mần là ăn uống cho đã, thì trong 8 cái con heo ở trong này đó nó chịu đói đấy ha. Nó kêu nó la lần lần cái cô này cổ múc nước cơm, cổ làm để cho mà heo con nó uống thay sữa đó, mà cũng làm sao mà có đủ cho nó uống được. Lần lần nó vắng cái sữa mẹ để đi cái nó chết lần mòn hệt trơn đó, là cuối cùng hệt trơn cái bầy heo và con mẹ chết hết. Đó. Thì á vào một cái thời điểm đặc biệt đó thì ông đó là đem về đó, rồi tất cả những cái con vật gà vịt heo cúi gì muốn cái gì là phải đem dưng tới họng cho ổng không đó. Đó, ông này ổng ác ở đó đó. Ừ. Thì qua một cái thời gian đó, ổng làm được đâu 4-5 năm sau gì đó mà cái tiếng tăm của ổng là lừng lẫy ở trong cái vùng đó là Thế Lai Trường Thành Cờ Đỏ đó quý vị. Đó. Thì cô bác mình thấy rõ ràng đó, khi mà đầu tiên đó cái quả của ổng đó nó sẽ đưa tới đó. Nhưng mà ở đây đó mình nói đó, để cho cô bác mình thấy rõ đó là cái nhân quả này đó. Cái xác giết này nó rất là lợi hại nha quý vị. Cái xác giết này nó nguy hiểm lắm chứ không phải vừa, bởi vì cái món ngon mà cái món ngon vật lạ mà nếu mà nó không có vừa ý mình nó phải làm, với hai nữa mình có chức có quyền. Thì ông ta đó vào một cái thời kỳ mà khi mà ông còn đó là cái thời của ông còn mạnh đó, thì ông hành hung tất cả những người dân ở trong đó, mà chẳng những là tài sản nhà cửa gì đó, nếu ông muốn cần cái gì là phải có cái đấy, rồi heo gà vịt gì đó phải dưng lại cho ông, là ông nhốt ở trong chuồng ở trong cái đồn ông ăn. Ừ đó, như vậy thì trong nhà của ổng như vậy là có 3 người con. Mà cái con nhỏ con gái này đó là đặc biệt là cái con nhỏ này nó mới giữ nè. Con nhỏ này đó khi mà nó lớn lên rồi đó là nó là trên dưới là khoảng 18, 19 tuổi rồi. Thì cái quả của cái việc mà nó sát, ổng sát giết cái con heo mà con heo nái này đó ha, là nó trả trước cho ổng liền. Khi mà ổng giết con heo về đó là cho ăn đó, là con heo này đó ổng gả một đứa con của ổng đó. Ổng gả cái đứa con của ổng đó là kể như đó là con heo con nhỏ con gái này nó sanh ra đứa con đó. Nó sanh ra đứa con rồi đó ha. Là khi mà cái con nhỏ con gái mà nó sanh rồi mà con nhỏ này đó nó tự nhiên nó ngã bệnh ngang đó, sanh là thường ta kêu bằng mà cái bệnh đàn bà mà bị sanh rồi đó, bị huyết hậu đó. Có nghĩa là nó có một cái cục máu ở trong mình đó, rồi cái nó sanh ra nó khùng. Ừ, nó sanh lên nó khùng mà nó bỏ đứa con, cái đứa con gái của nó, cái đứa mà con mà nhỏ mà sanh ra đó ha, là không có bú được. Mà nó đi tới mức độ là nó đi thơ thẩn ở ngoài đường, cũng như là y gan, cũng như là cái người mà đói mà đi xin ăn vậy đó. Rồi nó nói chuyện nghiêu ngao ở ngoài đường.
bỏ đứa con ở nhà là tự cho bả cho ăn uống cho làm gì đó làm, cuối cùng rồi đó là bắt đầu lần mòn rồi đó. Bữa nọ nó đi ra mé sông đó, nó ra ngay mé sông nó chơi, nó ngồi ở mé sông như vậy thì cái mé sông nó như vậy là nó cạn lắm chứ không có sâu. Rồi nó nằm ngồi trên mé cầu đó rồi tự nhiên cái bệnh của nó phát lên là cái phong nó giật một cái một đấy ha. Không có ai hay là máu mà miệng mồm là sôi bọt mồm là té rớt xuống dưới sông chết luôn con nhỏ con gái bỏng. Chết luôn con nhỏ con gái xuống sông rồi còn cái con nhỏ con của nó đó ở nhà đó càng ngày càng nuôi rồi bả săn sóc cho cuối cùng rồi vắng mẹ lần thì nhỏ này nó sanh bệnh càng ngày càng ốm riết chết luôn. Đó, như vậy thì cái tài sản của ổng lần nó sẽ tiêu tan nha. Đó, lần là tiêu tan hết trơn cho đến khi mà con chết rồi tới cháu chết rồi tới ổng thì quay qua cái giai đoạn mà khi ông á trở về ở trong cái thời kỳ đó đó, cái thời kỳ mà cái thằng con của ổng nó lớn lên rồi, cái thằng con trai ổng đó, cái lúc mà ổng cầm súng ra vô mà trong cái nhà của dân đấy ha, là ổng móc cây súng côn của ổng ra mà ổng hăm he người ta đó, là ổng xin con này con kia gà vịt heo cuối mà không cho, ổng móc súng ra ổng lên cò vậy nè bắn. Đặng mà ổng bắn người ta, ổng dọa người ta. Thì quay qua vào cái thời kỳ đó cái thằng con của ổng nó lớn lên rồi đó ha, là bắt đầu á ổng về tới nhà ổng vừa để cây súng côn xuống dưới tới nhà thì thằng con của ổng nó mới móc cây súng ra, nó mới là ghim ngay mình ổng. Nó hỏi ông có tiền không, không cho tôi bắn ông đó. Mà con nít mà nó biết cái gì mà cái nhân quả nó đi tới đó. Hỏi ngược ổng ha. Hỏi ngược ổng, ổng cho tiền á thì nó để xuống. Thì bắn. Như vậy thì một ngày nọ ha, nó cũng hên cái số của ổng chưa có tới số. Nó về nó hỏi vậy chứ ông có tiền không? Nó đi học mà, không có tiền không thì bắt đầu á là vừa tới rồi đó là bắt đầu ổng mới chụp ngang, ổng nó không có tiền nó chụp cây súng và nó bắn mà nó bật cái họng súng lên trên nóc nhà, nó bắn một cái lúng cái nóc nhà luôn mà không trúng ổng. Đó là cái việc cảnh báo cho ổng nghe. Thì cái mạng ổng còn rất lớn. Thì qua một cái thời gian, trong một cái thời gian từ đó cho tới cái khi mà tiếp thu đó là lúc đó ông mới nghe, ông mới là cũng còn làm bên mà hội đồng xã đó, ở xã trưởng đó. Như vậy thì lần đó cái bệnh của ông nó kéo dài, nó dây dưa cho tới là cái bệnh mà nó đến lúc mà khi tiếp thu rồi đó, là khi mà tiếp thu về rồi đó ha, ông mang một cái căn bệnh rất là nặng nề. Cái căn bệnh đó là cái giò của ông nó rút lại ha, nó co lại là không có bác sĩ nào trị được hết trơn. Có nghĩa là nó rút lại y gan cũng như là cái giò của cái con heo mà bị gam vậy đó. Nó co là vậy đó. Rồi là vào cái thời kỳ mà ông đưa vào trường cải tạo đó, lúc đó là chữa trị cho hết rồi là bởi vì ngày xưa đó vào cái thời điểm đó là xã trưởng là một tay là khét tiếng ở trong cái vùng đó. Đưa ra cái nghiệp nó trả liền, có nghĩa là khi mà đưa ông ra ngay chân cái tòa án người ta xử rồi đó, thì hỏi lợi kỹ thì ông này ổng là cái loại là gian ác nhất ở trong cái vùng đó, rồi là cách mạng người ta đưa ra là xử bắn ổng tại chỗ luôn, bắn tại chỗ đó luôn, bắn ở tại xã đó luôn. Đó, như vậy thì cái nhân quả này mà gây tạo ra ác nghiệp này hôm nay đó, từ cái việc con của ổng mà ổng phải trả tới có cái con heo mà ổng sát giết như vậy đó, rồi con ổng phải té xong chết, rồi cháu ổng luôn, rồi tới ổng luôn như vậy, thì hoàn toàn là cái nhân quả này nó sẽ đưa tới cho ổng là gốt gáo là ổng bị cách mạng xử bắn luôn. Giết phải hết luôn. Bởi vì coi như là ổng là hoàn toàn đó là không kể ai hết. Có nghĩa là nếu mà lợi mà ổng hâm he không có là ổng cầm cái súng là ổng bắn lên mà trở lại là sau này cái thằng con của ổng đó nó về nó hâm mà ổng có tiền không có là ổng bắn, là nó bắn, thấy không? Như vậy thì rõ ràng đó, trong một cái việc nhân quả con người của mình gây tạo hôm nay đó là hoàn toàn không bao giờ chạy sức, phải không anh Tám? Nó không có chạy sức được.
Thì cái mẫu chuyện này đó nó sẽ đưa tới cho con người của mình là tự giác ngộ, thấy rõ đó là cái việc gian ác, thì chúng ta sẽ gánh được những cái hậu quả từ trong gia đình con cái cho tới là mình hiện tại bây giờ. Thì chúng ta phải nên là thấy đó mà làm gương để trừ bỏ những cái việc sát hại và những cái tánh là hung ác đó. Bởi vì cái nhân quả mà từ xưa tới nay mà nếu nói về nhân quả thì gây gì phải tạo cái nấy. Bởi vì ổng nghiêm cái súng ổng bắn người ta thì lúc đó là về thằng con ổng nó phải cầm cái súng nó nhá lên nó hỏi gì ông có tiền không có là nó bóp cò. Rõ ràng là nó bắn lên là cái lỗ thiết ở trên nhà còn lủng thấy rõ ràng. Và sau này cuối cùng rồi đó ổng sẽ chịu cái hậu quả vừa bệnh mà vừa đem ra xử bắn luôn. Đó thì đây là một cái việc làm đó là gây tạo ác nghiệp, thì hôm nay chúng ta sẽ chịu trả cái quả ác nghiệp.